Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba đình đám một thời, sẽ phải hầu tòa vào ngày 12 tháng 8 mới đây. Vụ lừa đảo mà Luyện cùng đồng phạm thực hiện với những chiêu trò bài bản tinh vi đã khiến hơn 4.300 người mắc bẫy. Đây cũng là vụ án phá vỡ nhiều kỷ lục nhất trong lịch sử ngành tố tụng với những con số khủng cả về bị hại và số lượng hồ sơ. Vụ án công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền gây rúng động dư luận sẽ được xét xử vào ngày 12 tháng 8. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dựng dạp ở sân thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện 36 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba và 22 đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 12 tháng 10 do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền và Châu Hoàng Sơn. Có 35 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho người liên quan. Riêng bị cáo luyện có 3 luật sư. Đây là vụ án phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay của ngành tố tụng. Hồ sơ có khoảng 1 triệu bút lục, chất hai xe tải, hơn 5.000 người tham gia tố tụng, gồm 4.361 bị hại và những người có quyền nghĩa vụ liên quan. Để nghiên cứu hồ sơ, tòa phải thành lập tổ giúp việc gồm 8 người là thẩm phán và thư ký. Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát giấy mời cho từng bị hại. Do số lượng bị hại quá đông, tòa dự kiến sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại theo từng dự án hợp đồng liên quan đến vụ án. Trước đó, cáo trạng xác định Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án ma. Sau đó bị can thông qua công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng. Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào bán, không nhận được giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hội đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Những con số liên quan đến vụ án khiến nhiều người bất ngờ vì quá lớn, quá khủng. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Alibaba diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với những hành vi của mình, liệu Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm sẽ phải chịu mức án nào? Phiên tòa có điều gì bất ngờ diễn ra? Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo.